Chào tất cả mọi người nhá. Bây giờ là cha sẽ đi thăm một gia đình. Nói chung là gia đình này cũng gọi là khó khăn ấy. Xong là nhà nước người ta cũng hỗ trợ làm một nhà cho anh đấy rồi. Nhưng mà bây giờ cha cũng phải đi thăm. Với lại chưa tiền thẻ ma cái cầm cái con cá mà với lại tép của một chị gái mà trước có gửi cho cha ấy thì cha không ăn đâu. Nói chung là cá đấy với lại tép đấy cha không ăn. Nhưng mà người khác ăn. Ý là chơi không ăn thì không đồng nghĩa là ai cũng không ăn giống như chơi ấy. Thì chơi sẽ mang đi tặng cho anh chị bên đấy xem là. Và anh đấy là một người biết thổi sáo nữa, xem anh có thổi được một vài sáo nào hay hay để cho mọi người cùng lắng nghe không nhé. Mà trước chơi nghe mọi người kể là nghe mọi người kể là anh đấy thổi là thổi đến nỗi mà cái cây sáo nó bị vỡ luôn. Ý là có quỷ ấy, con ma nó về bóp cái quả ấm, bóp cái sáo ấy nó bị hỏng luôn, bị nát luôn ấy. Thì xong là chúng tà chúng ma xong người ta chứa đi chứa lại mới chứa được nữa. Thì là một cái câu chuyện mà tôi cảm thấy cũng rất là hài. Mà đấy chỉ không phải ở xa mà ở gần nhà chơi luôn, chắc là cách tầm 4 cây số, 3 cây số gì đấy, hoặc là tầm 4 cây gì đấy mọi người ạ. Nên là cho sẽ đi quay. Và hôm nay cho đi là cho có một ít quà này để cho mọi người xem này. Đây cả nhà mình, cái quà mà cá cho bảo với mọi người là cái cá này này. Trước đi hai nhà kia là chưa quên mất là cầm cái con tép ở đây. Đây là con cá bé nhá. Còn ở trên này là tép, chưa sẽ mang cho anh đấy. Nói chung là anh đấy nếu như chỉ cần ví dụ như là có hai vợ con, vợ chồng chứ đôi vợ chồng với lại một hay đứa cháu thì chắc là cái này cháu nghĩ là đủ ăn một tuần không hết á. Đó còn ở đây là B rồi, hiện tại đang là trời đang rất là nắng nóng. Thì cháu nghe mọi người bảo là hai anh đấy đang đi làm ở trên nương, thì cháu sẽ khát nước thì cháu mua một cái chai nước ngọt này và một cái gói bánh kẹo bánh gạo này. Cháu không biết ở dưới thành phố thì người ta lại thích uống nước gọi là gì nhỉ, nước lọc. Nhưng mà riêng vùng cao là dù có khát nước đến mấy thì cho thấy hầu như nhá, không phải ai cũng thế nhưng mà hầu như là đều thích uống nước ngọt này mọi người. Uống nước ngọt vẫn giải khát được mà. Có thể người khác không giải khát được, còn đối với chơi là vẫn giải khát được. Đấy, nên là bây giờ cho sẽ cầm mấy cái đồ này đi tặng cho chú đấy và muốn hỏi phỏng vấn một chút qua về chú đấy với lại cũng sẽ gọi là gì nhỉ? Cái gì đó vân mà thôi thì cứ đi đến nơi rồi nói nhé mọi người nhé. Đây, đi ở bên này ấy. Hiện tại là chưa đang đi trên nương này, bởi vì là cái cháu không biết là nhà của anh đấy là nhà nào ấy, chưa cũng chưa bao giờ đến nhà của anh đấy luôn. Trước cái nhà cũ là chưa biết, với lại anh đấy cũng đã từng làm cho chơi một cây sáo hay là cây sáo nhỉ. Thì bây giờ chưa sẽ đi xem là anh đấy làm nương ở chỗ nào. Cha sẽ tặng con sư tử. Nói điều thế nhỉ. Có một cái món quà này mà cứ kêu bằng trời luôn. Đấy. Đi xem thầy anh đấy đang làm nương ở chỗ nào. Phải bảo anh đấy thổi một bài sáo cho chúng nghe đó. Xem là bài sáo đó có hay đến cỡ nào. Để xem cha có biết thổi không nhá. Thử tài năng tài lẻ của chơi nhá mọi người nhá. Xem là khả năng của chơi đến đâu nhá. Mọi người xem đến đây là không quên đăng ký cái kênh của chơi ủng hộ chơi nhá. Kênh là Limi chơi. Phiên bản Limi Ho Hà Giang. Cả nhà mình cứ đăng ký ủng hộ chơi đi ạ. Không thiệt đâu. Đăng ký xong rồi không xem cứ để đấy. Hình như là bên kia rồi. Chơi thấy hình như bên kia rồi, để cho mọi người xem là. Để cho quay xem đã. Thấy hình như bên kia rồi. Giữa cái đường, giữa màn hình đó mọi người nhìn thấy chưa ạ? Đang có một cái ô xanh, ô tím đấy chứ. Chơi chỉ mong là đúng cái đôi đấy thôi. Để chơi có đi ra bên đấy, nếu như gần nhà thì bỏ anh đấy về cầm cái sáo ra thổi để chơi có biết học hỏi mọi người ạ. Đây này. Trời nắng nóng lắm. Bây giờ chơi chai nước này chắc là rất là phù hợp với hiện tại anh đấy đang đi làm nương đó mọi người ạ. Chẳng biết có phải đội kia không mọi người ạ. Đây, cứ đi xem nào.
chỉ mong là đúng là anh kia thôi, chứ còn bảo họ về, nếu con có sáo thì về cầm cái cây sáo ra thổi ấy mọi người, thổi bét để là nhè ra luôn, sẽ làm như nào nữa. Đi cũng mệt đấy, trời nắng nóng ấy. Chói quá, hình như chả nhìn thấy gì. Không biết mọi người có nhìn thấy gì không? Đây là đúng rồi. Đấy. Đây này. Đây cháu, đây này. Đấy, đây là cháu của anh trai đấy nha. Đây, cô Tê dễ thương lắm mọi người. Được rồi. Thế đó Tê là? Đó Tê à? Ừ. Đây mọi người chưa đã tìm được anh trai đấy rồi. Đây là quà của chị ơi, chị ấy quà này tặng cho anh trai này. Là nó xà. Thế nên chỉ khôn tôi phải cho anh cho tự nhiên. Ừ. Em tiền. Có cái tuổi gì là có tới sợ nhẽ là thật được không? Giờ không có tí là hồi gì nữa ní? Hả? Có phải sáng chị ní? Bây giờ hạnh giúp mà. Ờ, hạnh giúp mày không phải y nào nào không? Ừ. Đấy, phải gọi là anh rể cho nói cứ nói thế chị rồi. Đấy, có kẹo là cho ma tặng cho cháu. Cái này chưa tự mua đấy. Và một chai nước ngọt, hiện tại là trời đang rất là nóng thì chưa mua cái chai nước ngọt này để cho anh uống cho đớt khác. Con đấy là công ty cho một tối nó là. Ừ. À, có một công ty nó xả ra. Ừ. Đây là vợ của đây là vợ của anh rể nhá. Vẫn gọi là anh rể nhưng mà anh rể hàng xóm nói mọi người ạ. Ừ. Ví có thể có phải cho chị là? Có mấy chứ? Có mấy. Thế thì có thể có hay chào mọi người, nó có hay nhớ là nó sẽ là rồi. Có hay chào mọi người. Chào mọi người. Có ta tận đây nè. Có thể. Đi có nó bè hồi chả nó đấy. Bè. Ồ lăng nó đấy. Lăng nè. Mi lăng nó là. Thế này bà có hay thế? A lành chào tất cả các cô chú nha. Có hải lấy chẳng. A lành lấy chẳng thầy chú. A lành chào tất cả các cô chú nha. A lành tất cả mấy thầy chú. Đấy, tuy là anh đấy cũng nói được nhưng mà thôi nói cho nghe thế là được rồi cả nhà mình. Nói chung là anh rể cũng không biết nói tiếng phổ thông nhiều thì cho lại không biết là làm như nào để nói được nữa. Nói chung là không biết nói thì thôi vậy. Bây giờ cho sẽ bảo anh đấy xem là như nào thổi bài sáo cốc bằng gái có được trao tôi nấy. Thì chắc là thế sao cũng có trời đấy. Ngày hôm qua là họ chơi chỉ mấy lúc kìa đã. Ừ, họ chơi chỉ mua là. Mua là. Ồ. Thế là còn mà. Dạ, có thế tạo nghe chị ở trong quá. Ồ. Thế là buồn quá mọi người ạ. Chứ muốn quay anh này thổi một bài sáo cho mọi người nghe. Bây giờ một tháng nó lại chỉ có số trai, có số sáu trai, trai tàu nó bây giờ. Đấy, đây là cái câu chuyện là trước anh trai này là, anh rể này là thổi sáo ấy, xong là con ma về bóp, ví dụ như mọi người thấy không? Ví dụ đây là một cây sáo như này này, một cây sáo như này, ví dụ mình thổi như này là nó lại bóp, nó vỡ, nó không phải bẻ đôi như này, nhưng mà nó vỡ kiểu giống trong này này. Đấy, nó vỡ kiểu này này, tết đôi như này này. Đó, mà cây sáo đấy làm gì mà vỡ, trừ khi mình đập vào đá. Đây là sự thật nhé mọi người nhé, chứ không phải đây là nói nó điêu đâu. Đây là sự thật, anh đấy trước thổi là con ma nó thích quá, con ma gọi là con ma phù thủy hay ma gì ấy, nó thích quá, thế là nó về bốc tệ thổi sáo quá, nó sướng quá không chịu được ấy mọi người. Đừng nghe cái sáo anh thổi sướng quá không chịu được ở trên rừng, nó phải về bốc cái sáo đi cho đỡ thổi, xong là cây sáo mà hỏng ấy là nó còn là gì nhỉ. Cây sáo mà hỏng nó còn về gọi là gì, bị ma ám hả, như nào ví là nó cứ theo mình ấy, xong là phải cúng đi cúng lại mới khỏi ấy. Đấy. Đấy, anh rể vừa làm vừa nói chuyện với chơi luôn đấy.
nó cho té ủi tà tò gì té chua ồ. Đây là vợ của anh rể nhá, nói chung là chơi là cũng lần đầu gặp thôi, nhưng mà chưa biết anh đấy là họ hạ hạng thì chắc chắn là gọi là anh rể rồi. Đây là bà ngoại của anh rể nhá. Mình tại có nhớ họ từ nãy giờ nhau phần phần đỏ mừng chua có phần đỏ mừng chua tôi nọ. Ồ, đây là ờ mi bỏ có mua chơi xong rồi. Cô mình chơi gì chọn đâu này ạ? Nhìn xuống đó đâu cũng chỉ bao nà. Ừ, cô mình chơi gì chọn đâu này? Chọn đâu? Chưa không hỏi thì bà, chưa hỏi thì bà bảo là bà cũng không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà chưa đoán là ít nhất cũng phải trên 80 mọi người nhé. Nhìn khuôn mặt là chưa biết rồi, chứ không phải bảy mấy là trẻ hơn nhiều. Bà chắc chắn là phải 80 rồi. Nhưng mà vẫn kém thua xa, kém thua xa bà ngoại của chơi ấy mọi người ạ. Giờ chỉ muốn máy lua sẽ liều. Chỉ muốn máy lua. 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 Máy đấy, bây giờ cho mua cái gói kẹo này phát cho cháu. Hay giống như hồ cái tên là lâu à. Ừ, giỏi, có hùng đã là không có gì mà. Hồ linh nào, su hùng nào. Cái tủ là nó tình đại do nó tủ mùa này. Giỏi, giỏi, giỏi. Nó đi coi, để thay. À, mình đấy, cho một cái cho bà đi. À, cái bó mà đâu mi bò, mi tài. Đấy, cháu ngoan. Cháu ngoan không phải không biết là bác hồ hay không, nhưng mà cháu ngoan được rồi. Đấy, mới post ra mới tài à? Đấy. Bà già rồi nhưng mà phải được ăn chứ. Mới tài có té có nô kìa, có nô có kéo còi không quài à? Có té có nô có kéo má, té đúng là có một nốt thông. Ôi à, nhưng mà tôi là cho anh trẻ y mà giờ là sao tôi phải rồi dọn nhẹ này hay là gà tốt rồi y cho tha này để cho nên mua mình nhựa này anh vô tôi cho từ mình nhựa dao này nếu mua hót tủ là hót từ mình nhựa là ô nhưng mà rộng không à chưa tao tụt tụt từng xe mà tớ phải tụt dầu nữa đó mấy chân mà tao tốn dầu xứ mà họ vừa tao thành tao tới vừa này tụt tụt từng xe mà chỉ vừa kia á mà rong mà đấy mọi người thường thường là chơi thấy ở trên chỗ chơi là người ta để được con trai ba đứa hai đứa toàn là con trai thì người ta lại cứ muốn để con gái ấy. Xong là có cái người nó cũng để toàn con gái thì nó lại muốn để con trai cho cũng chịu à. Mấy bà đấy đúng rồi, mấy ông mấy bà đấy chơi chán rồi. Còn chơi cho chỉ sinh hai đứa, dù là trai hay gái thì chơi cũng kệ thôi. Đi làm như này thì nếu mạng đó là sẽ thật thuyết tao. Thế chỉ muốn lào chá? Nó ướt chút chua sả. Chút chua sả? Có tài chút chua sả là? Cái này là nhổ xong là phun thuốc mọi người, phun thuốc diệt cỏ là xong nhé mọi người á. Không cần phải không cần phải cuốc nữa mọi người, cũng không cần dùng máy đâu. Dùng máy như thế máy phát là nó cũng gọi là chứ cũng không thích dùng máy phát đâu. Không tốt. Phát xong vẫn có cái rễ cây của nó là nó không chắc mọi người. Đây. Nhìn anh rể như này thôi nhưng mà anh đấy thổi sáo hay lắm mọi người ạ. Nó này không? Đấy, rất là tiếc luôn, hôm nay không thể đi nghe anh trai anh rể thổi sáo rồi đấy mọi người. Để video sau nhá. Video sau ở chơi sẽ chế cho anh rể thổi sáo cho mọi người nghe nhá. Ở trên này cũng có hoa rau thơm này. Và cũng nhiều hoa rau thơm với lại hoa cây rau cải hay là cái gì đấy cháu không biết tên, nhưng mà có hoa rau thơm. Thôi mọi người ạ. Nói chung là như thế thì video hôm nay sẽ rất là ngắn thôi. Thì cháu cũng xin phép đi về thôi mọi người. Chỉ mất tiêu cho chùa về mà đó bạn già sợ đâu.
nhà con trâu là cũng tự bốc như này mọi người. Ờ, nó có cái chua là có cho trăm lại là gì? Ờ, thì nó có ở tàu nó mà tôi quái có chua. Không thể nó nóng như tôi quái có chua ra ra rồi bây giờ lòng nè. À, chén chỉ vô ăn tôi chứ à. Chua ra cho chi thế à? Anh đang bảo là mấy nữa làm một đôi sáo tặng một cây cho chơi anh đấy với một cây sáo mọi người. Thì không biết như nào. Mọi người thông cảm nhé. Tại mới kiểu gì nhỉ, vừa nói tiếng đồng bào vừa nói tiếng Kinh ấy là để cho anh chị hiểu ấy. Bởi vì là chị gái cũng không biết tiếng Kinh mà anh trai cũng anh rể cũng không biết tiếng Kinh luôn. Giống như lúc đấy cho bảo mọi người cho bảo anh đấy nói đấy, mọi người cũng nghe thế rồi nên là thôi. Thì chờ qua anh chị đến đây chờ cũng về rồi, nói chung là có quà như thế tặng cho anh chị là được rồi. Chị lấy xe này ở đó này gì à? Nên ta họ tôi sao bé à? Thế bữa nông hà xe tôi sao bé à? Thế bạn nhỉ? Xem gì nữa tôi sao bé à? Đấy mọi người bây giờ cho đi về đây. Chị đây à? Đấy mọi người bây giờ tặng quà xong là cho đi về thôi. Thì chưa đang nghĩ là sẽ chưa đang nghĩ là sẽ đây cho mọi người xem rau cải cho nó đẹp này. Chưa đang nghĩ là sẽ bảo anh đấy thổi sáo nhưng mà thôi, anh đấy bảo là sáo kia là người ta mang đi rồi thì anh đấy chưa rằng là anh đấy tự làm tự thổi luôn. Nói chung là hay đấy, thổi con ma nó yêu quý đến nỗi mà nó phải về bóp cái cây sáo thổi vỡ ra nát ra thì mọi người phải hiểu đến cớ nào rồi đấy. Ơi giời ơi, không nói nhiều nữa cả nhà mình à. Cho xin một lực đăng ký ủng hộ chơi nhé mọi người ạ. Cho xin một cái bấm like vào video của chơi. Và video của chơi đến đây là cũng kết thúc của chơi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của chơi. Và hiện tại và bây giờ thì bye bye tất cả mọi người. Hẹn mọi người vào những video không xa vào ngày mai ngày kia nhé. Bye bye.